Mới đây, người dân thủ đô rất phấn khởi đón nhận quần thể khu vui chơi và trung tâm thương mại dưới mặt đất lớn nhất châu Á, mang tên thành phố châu Âu thu nhỏ, được xây dựng trên nền công ty cơ khí Hà Nội, niềm tự hào của ngành cơ khí Việt Nam một thời. Người dân rất vui vì có thêm một công trình hiện đại, tiện ích để phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Chính quyền cũng mừng vì Hà Nội có thêm một công trình tầm cỡ, xứng với một thủ đô thuộc loại lớn trên thế giới. Ông Thụ cũng vậy, là người trên 50 năm gắn bó với ngành cơ khí, lăn lộn, chăn trở với nó. Nhưng khi chứng kiến con chim đầu đàn phải di rời khỏi tổ ấm, ông không khỏi chạnh lòng, vì tiếp theo đây, ngành cơ khí sẽ đi về đâu? Ông phải gặp được những cái ông tổng... Chúng ta bỏ ra hàng chục tỷ cho bất động sản, nhưng ngành cơ khí không nổi lấy 300-400 triệu đô. Thì tôi thử nghĩ rằng, gọi là ngành then chốt và là nòng cốt cho việc xây dựng công nghiệp hóa hiện đại hóa, chắc chắn không thể làm được. Trên con đường đổi mới, qua hai kỳ đại hội, Đảng ta đã vạch ra hướng đi rõ ràng với mục tiêu phấn đấu Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 với tỷ trọng GDP của công nghiệp chiếm từ 40 đến 45%. Để đạt được mục tiêu này, ngành cơ khí chế tạo giữ vai trò là nền tảng. Rõ ràng, Việt Nam có cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 hay không phụ thuộc rất lớn vào sự đóng góp của ngành cơ khí chế tạo trong nhiều năm qua và 6 năm tiếp theo. Vậy, ngành cơ khí đang đứng ở vị trí nào trong bức tranh đổi mới? Là người từng được chính phủ giao nhiều trọng trách liên quan đến ngành cơ khí, ông Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nhận định. Phạm sai lầm là có những cơ khí chế tạo có truyền thống thì biến mất. Đây là tổ máy số 1 với công suất 330 MW thuộc dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1, Cần Thơ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư là 6.666 tỷ đồng. Tại dự án này, chủ đầu tư phải tranh thủ nguồn vốn từ nhà thầu chính Mitsubishi Nhật Bản. Cũng như nhiều dự án lớn khác, Tổng công ty lắp máy Việt Nam Lilama, đơn vị có đủ năng lực làm tổng thầu EPC cũng buộc phải làm thuê. Lý do là luật đấu thầu quy định ưu tiên các nhà thầu huy động được nguồn vốn cho dự án. Như vậy, với tổng số 88 nhà máy nhiệt điện, 75 nhà máy thủy điện nằm trong quy hoạch phát triển lưới điện quốc gia từ năm 2005 đến năm 2025, các doanh nghiệp Việt Nam cũng chỉ nhận được 30 tỷ đô la trên tổng vốn đầu tư 176 tỷ đô la nếu nguồn vốn được huy động từ nước ngoài. Ngay các dự án có nguồn vốn trong nước, các doanh nghiệp Việt Nam cũng chịu cảnh tương tự với lý do luật đấu thầu quy định năng lực nhà thầu phải có tổng vốn bằng 20% vốn dự án và đã từng làm nhà thầu chính một dự án tương tự trước đó mới được tham gia thầu. Gần giống như cái bài toán là con gà và quả trứng, cái nào có trước. Nếu chưa cho tạo điều kiện cho người ta làm thì làm sao người ta có năng lực. Rõ ràng, những quy định bất lợi của luật đấu thầu đang đẩy các doanh nghiệp cơ khí trong nước không thể tiếp cận được với những đơn hàng lớn, sản phẩm công nghệ cao, bởi khi làm nhà thầu phụ thì chủ yếu là gia công các chi tiết đơn giản, còn thiết bị toàn bộ, tổng thầu EPC sẽ nhập khẩu. Nhiều chuyên gia cho rằng, chúng ta không thể biện minh đổ lỗi cho các nhà thầu trong nước không đủ năng lực để thực hiện các dự án lớn. Bởi thực tế đã chứng minh, giai đoạn 1999-2005, khi chính phủ có quyết định về việc chỉ định thầu 20 dự án thủy điện, thì một số nhà thầu trong nước đã phát triển nhanh chóng như Tổng công ty lắp máy Việt Nam Lilama. Mặt khác, chi phí đầu tư cũng giảm được 35%, thậm chí 50% so với nhà thầu nước ngoài. Nhưng ngay sau khi Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2006, luật đấu thầu chỉnh sửa lại với cách nhìn nhận e ngại vì sợ vi phạm các quy định tự do hóa thương mại mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế của các cơ quan có trách nhiệm. Tuy nhiên, đối với bất cứ quốc gia nào, chính phủ sẽ luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, nên bằng cách này hay cách khác đều sử dụng các rào cản để ngăn chặn sự cạnh tranh từ bên ngoài đến các doanh nghiệp nội địa. Phải chăng các cơ quan xây dựng chính sách không biết được điều này? Câu trả lời là không, vì chúng ta chưa biết vận dụng các điều khoản có lợi nhất cho các doanh nghiệp nội trong sân chơi hội nhập. Nhật Bản, Trung Quốc hay kể cả Hàn Quốc, người ta còn vào WTO lâu rồi, người ta bị ràng buộc bởi các cái thể chế, bởi cái ràng buộc về những thông lệ quốc tế đấy. Nhưng tại sao rất khó một cái nhà thầu nước ngoài nào có thể vào Trung Quốc hoặc là Nhật Bản hay
Hàn Quốc để có thể chiếm được một cái gói thầu nào, dù là gói nhỏ nhất. Theo phương thức đấu thầu hiện nay, hầu hết các nhà thầu đều vượt qua giai đoạn 1, bởi nếu không đủ năng lực vẫn có thể thuê các nhà tư vấn có kinh nghiệm làm bài, và khi đã vào đến giai đoạn 2 là đấu giá. Như vậy, thực chất đấu thầu ở Việt Nam là đấu về giá. Với cách làm này thì không có nhà thầu nào của Việt Nam có thể vượt qua được các nhà thầu Trung Quốc vì giá họ chào thầu rất thấp. Nhưng giá thấp nhất liệu có đảm bảo được chất lượng? Rõ ràng, đối với các nhà thầu nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, rất nhiều dự án thực hiện tại Việt Nam bị kéo dài, chất lượng thiết bị không tốt do nguyên nhân bỏ thầu giá rẻ gây nên. Ngay cả việc xây dựng chính sách đầu tư cho các ngành, trong đó có ngành cơ khí, cũng ít được các cơ quan có trách nhiệm lưu tâm đến ý kiến của những người trong cuộc. Một điều ngặt nghèo nữa mà các doanh nghiệp cơ khí phải đối mặt, đó là luật đấu thầu còn cấm doanh nghiệp thành viên tham gia dự thầu các dự án do đơn vị chủ quản làm đầu tư. Lại thêm một cái tròng nữa, siết chặt làm cho các doanh nghiệp cơ khí vốn đã khó khăn lại càng loay hoay hơn để tìm việc. Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh, đơn vị có năng lực hàng đầu trong chế tạo và sản xuất biến thế công suất lớn từ 110 đến 500 kV tại Việt Nam. Nhưng trong các dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư vẫn buộc phải đứng ngoài cuộc và phải đi làm thuê cho các tổng thầu EPC nước ngoài. Điều bất cập là ở chỗ giá thiết bị mà nhà thầu EPC cung cấp cho Tập đoàn Điện lực thường bị đội lên từ 30 đến 35%. Như vậy, các tổng thầu EPC nước ngoài đang kiếm chắc tiền chênh lệch nhiều triệu đô la ngay trước mặt chủ đầu tư Việt Nam theo cách ngồi mát, ăn bát vàng. Nhiều chuyên gia khuyến nghị, nếu tỷ lệ cơ khí nội địa hóa không được quy định cụ thể trong mỗi dự án, thì các doanh nghiệp trong nước sẽ không thể tiếp cận được dự án với giá tốt. Nếu một chủ đầu tư đó mà nào đó mà vay vốn trong nước rồi, mà nếu như không mua ở trong nước với một cái sản phẩm mà chất lượng đảm bảo, giá cả cạnh tranh, thì ngân hàng không giải ngân. Mặt trái của việc trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư ngoại là các doanh nghiệp nội, trong đó có ngành cơ khí, đã và đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Cùng với cơ chế đấu thầu quốc tế rộng rãi, các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng lép vế trước các doanh nghiệp nước ngoài ngay trên sân nhà. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong một lần đi thăm ngành điện nhận xét, nếu đấu thầu theo kiểu rộng rãi thì các doanh nghiệp Việt Nam chỉ là những đứa trẻ thi đấu với người khổng lồ vậy. Trong cái giai đoạn đầu tiên là họ vào, họ tìm cách bóp chết các doanh nghiệp sản xuất của chúng ta. Để đến khi các cái doanh nghiệp, các cái nhà máy cơ khí của chúng ta không có công ăn việc làm, không cạnh tranh được với họ, thậm chí họ bù lỗ cho sản phẩm của họ, chúng ta chết rồi, thì lúc đó họ bắt đầu nâng cái giá sản phẩm của họ. Tiến sĩ Trần Lum, nguyên Bộ trưởng Bộ Cơ khí Luyện Kim, rồi nhiều năm làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, ông cũng cho rằng cần phải xem lại định hướng phát triển kinh tế một cách nghiêm túc, vì nếu đất nước đi theo hướng công nghiệp thì không thể để ngành xương sống này thiếu một cơ quan chủ quản đủ tầm như hiện nay. Bên này cũng có cục cơ khí riêng, thế nhưng bây giờ chả có cái gì cả, chả có biết đầu mối nào để mà anh em người ta đưa cái nguyện vọng lên, chả có đầu mối nào mà tập hợp được tất cả những cái thông tin để giúp cho chính phủ để mà hiểu được tình hình nó đúng, để mà làm theo mặt đó có được những cái chính sách cho nó hợp lý. Hệ lụy của việc không có một tổ chức đủ mạnh điều hành ngành cơ khí một cách sâu sát dẫn đến việc chính sách ngày càng xa rời thực tế và không được thực hiện đến nơi đến chốn. Trong 8 nhóm sản phẩm cơ khí trọng điểm, ngoại trừ thiết bị toàn bộ phục vụ cho thủy điện làm được 100%, còn lại chưa có sản phẩm nào đạt tới 30% mục tiêu đề ra. Đơn cử như sản phẩm ô tô chẳng hạn, đến nay vẫn chưa định vị được dòng xe chiến lược nên các doanh nghiệp cũng chưa biết bắt tay đầu tư từ công đoạn nào. Thủ tướng là có nhắc mấy lần, nhắc các cái bộ với ngân hàng phát triển cho tôi vay rồi, 4 lần văn phòng chính phủ nhắc ý kiến thủ tướng chưa vay được, 3 năm rồi. Mục tiêu lớn nhất trong chiến lược phát triển công nghiệp cơ khí giai đoạn 2002-2010 là đáp ứng tối thiểu 45-50% nhu cầu sản phẩm cơ khí cả nước. Trong đó xuất khẩu đạt 30% giá trị sản lượng đã không hoàn thành. Tất cả các mục tiêu đưa ra đều không đạt. Nhiều chuyên gia cho rằng Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng đã không tư vấn cho chính phủ đưa ra giải pháp hỗ trợ cụ thể để giúp ngành đạt được mục tiêu. Doanh nghiệp này 20 năm nay phải tự xoay sở mọi nguồn lực để tập trung nghiên cứu sản xuất các loại vít. Trong khi bươn chải vật lộn với cơ chế thị trường để tồn tại, thì lại bị các sản phẩm ngoại nhập cạnh tranh tiêu cực, kiểm soát yếu kém của ngành hải quan, thuế và quản lý thị trường khiến cho sản phẩm chất lượng thấp,
giá rẻ tràn vào khiến doanh nghiệp nội lao đao. Chủ doanh nghiệp này dí dỏm ví von rằng chúng tôi đang bị trói một tay, để thi đấu với đối thủ có cả hai tay thì thắng làm sao được. Khi mà ta nhập khẩu các sản phẩm của các nước khác về, đặc biệt Trung Quốc, thì cái hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm là chưa được một cách đầy đủ và rõ ràng, cho nên là cái chất lượng sản phẩm vào thì nó không đồng đều và khả năng cạnh tranh thì nó sẽ bị khó từ đó. Không nhận được sự hỗ trợ để đầu tư, lại thêm gánh nặng cạnh tranh thiếu bình đẳng với các sản phẩm ngoại, ít bị kiểm soát về chất lượng, trốn thuế. Không ít doanh nghiệp buộc phải lấy xuất khẩu làm lối thoát duy nhất. Công ty Vikino không là ngoại lệ. Hơn 5 năm qua, sản phẩm xuất khẩu luôn chiếm 80% tỷ trọng sản xuất của doanh nghiệp và đã chiếm lĩnh được thị trường Philippines và châu Phi. Lợi nhuận từ xuất khẩu được doanh nghiệp trích ra đầu tư ngược lại cho sản phẩm bán tại thị trường nội địa. Nghịch lý này buộc công ty phải chấp nhận một cách đau đớn. Cái xuất khẩu cũng là một cái nguồn động lực để chúng ta nâng cấp cái chất lượng, bị đó cũng cạnh tranh không liệt. Phải nói là đó là cái lịch sử là tại sao mà chúng ta vẫn chưa cung cấp được nên nhiêu mà vẫn xuất khẩu. Còn đây là công ty đóng tàu sông Cấm, một trong số ít doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vinasin còn sống được nhờ đi làm thuê cho nước ngoài. Nhiều năm nay, công ty có được sự ổn định là do hợp tác với tập đoàn Damen Hà Lan. Công ty được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cấp 86 hectare đất ở cạnh sông Cấm để mở rộng sản xuất từ 10 năm nay. Nhưng do không tiếp cận được nguồn vốn nên đành phải dành 42 hectare để liên doanh với đối tác nước ngoài. Có mặt bằng, có đội ngũ nhân lực tốt, có thương hiệu và tiềm năng biển nội địa dồi dào. Nhưng thiếu vốn, giám đốc doanh nghiệp này đành ngậm ngùi nhìn cơ hội trôi theo thời gian. Tôi nghĩ rằng cái ngành đóng tàu bắt buộc chúng ta phải phát triển. Chúng ta phải giữ lấy biển, chúng ta phải giữ lấy cái nguồn tài nguyên đó. Việt Nam có hàng nghìn km bờ biển với vùng lãnh hải rộng lớn. Đây là tài nguyên vô cùng lớn phát triển nghề cá và vận tải. Tuy nhiên, sự dày dạc trong liên kết của Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải đã làm cho ngành công nghiệp đóng tàu chưa khai thác được triệt để tiềm năng này. Làm sao phải khuyến khích được các doanh nghiệp trong nước đứng lên cùng phối hợp với nhau để phát triển cái ngành này. Chứ còn nếu không ta lại thuộc nước ngoài, ta đi gia công, ta đi làm thuê suốt ngày cho họ như thế này, thì tôi nghĩ không bao giờ chúng ta phát triển được. Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, trong 10 năm qua đã có 5.500 doanh nghiệp cơ khí phá sản, trên 3.500 doanh nghiệp sống lay lắt. Số doanh nghiệp làm ăn hiệu quả chỉ đếm được ở mức hai con số. Yếu kém của ngành cơ khí hiện nay xuất phát từ chính sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Bộ Công Thương trong việc tư vấn cho chính phủ ban hành các chính sách cụ thể để ngành này phát huy vai trò là nền tảng trong quá trình công nghiệp hóa mà nghị quyết Đại hội Đảng 7 đã đề ra. Vậy, đến năm 2020, Việt Nam có cơ bản trở thành nước công nghiệp hay không? Câu trả lời là không, nếu ngành cơ khí vẫn eo uột như hiện nay và trong tương lai không xa, Việt Nam vẫn trở thành nước công nghiệp nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào nước ngoài. Đây không chỉ là lời cảnh báo mà là một thực tế đã và đang hiện hữu. Còn 6 năm nữa, nếu mà ta đừng có bi quan. Ta kiên quyết sửa nhất định ta cũng có thể đạt được một mức nhất định. Nên nếu cứ để thả trôi như thế này thì nghị quyết sẽ không thực hiện được.